Xin chào các bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video trước chúng ta đã làm xong được cái áo thun như thế này rồi. Ok ha, cũng tương đối đẹp. Rồi, ta đã chỉnh được cái độ rộng là vừa phải rồi, không quá chật cũng không quá rộng ha. Đây, tôi nhắc lại video trước ha. Thấy chưa, màu đỏ là cái chỗ nó chật nhất là cái bả vai nè. Đây là cái lực căng á, đây là cái cột hiển thị được lực căng đó nè. Màu đỏ là căng nhất ha, từ dưới lên trên nè. Đó. Rồi thì video này chúng ta sẽ bắt đầu làm cái tay áo các bạn. Ví dụ như bạn hay làm cái tay áo là tay dài, tay ngắn, nó tùy các bạn. Chứ ví dụ trước tiên ta làm cái tay áo đi, tay áo tay ngắn trước đi. Rồi thì làm này cũng đơn giản nhanh thôi. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật đi. Làm cái tay áo hình chữ nhật ha, ta sẽ vẽ như này. Rồi cũng tương đối là đơn giản thôi. Được rồi đó, được cái tay áo này đó, hay được cái miếng vải này rồi. Rồi giờ giả sử như ta sẽ rê cái miếng vải vô đây. Các video trước là chúng ta vẽ trực tiếp trên 2D ha, và nghĩa là chúng ta sẽ có miếng vải trên cái môi trường 2D này, chúng ta vẽ cái được những cái đường line ra. Rồi video này chúng ta sẽ thử vẽ trên cái mô hình nhân vật chúng ta 3D như vậy luôn. Nó cũng có cái công cụ tương tự vậy bạn, công cụ dùng để vẽ ra những cái đường line. Rồi thì đầu tiên ta sẽ bật cái tính năng hiển thị điểm đi, để chúng ta cố định chọn cái miếng vải nè. Ta cho cái miếng vải này nó vào cái khớp tay nè, thấy chưa, vào đúng cái tay, vị trí tay nè đó. Ok ha. Rồi sau đó xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện sử dụng cái công cụ để chúng ta vẽ cái chỗ mà cái đường chỉ, cái chỗ tay áo nè bạn, cái đường cắt cái miếng vải này cho nó khớp với cái chỗ cái bả vai này. Thì trong cái phần mềm này thì nó sẽ có hai cái công cụ, bạn nhìn cứ tưởng nó tương tự nha nè. Thứ nhất là cái này, cái line avatar, nghĩa là chúng ta sẽ vẽ cái đường line trực tiếp lên trên cái da này, cái nhân vật này. Lưu ý ha, line mở ngoặc đơn avatar nghĩa là vẽ trên nhân vật 3D chúng ta là cái người này. Còn cái bên này nè, nó tương tự vậy nhưng mà nó có tên là line 3D pattern, nghĩa là chúng ta sẽ vẽ cái đường line trực tiếp lên trên cái quần áo của nhân vật 3D. Phân biệt cho rõ hai cái này nó khác nhau ha. Còn cái bên nó là cái công cụ chỉnh sửa của nó thôi. Đây nè, công cụ chỉnh sửa cho này, và cái này là công cụ chỉnh sửa cho cái bên này đó. Rồi thì trong trường hợp này ta sẽ vẽ ra cái đường line trực tiếp lên trên cái mẫu quần áo, nên ta sẽ chọn công cụ này. Bạn thấy cái mẫu hoặc đơn ra là chúng ta biết rồi, line 3D pattern, pattern là cái mảnh vải, là vẽ trên mảnh vải. Con này là vẽ lên trên character, cái nhân vật chúng ta, avatar. Rồi ta đích vô đây, ta sẽ vẽ cái đường line trên cái quần áo. Mà quên đó, khi vẽ bạn sẽ thấy là do cái miếng vải chúng ta đang mặc ở màu trắng các bạn, nên ta không thấy được cái bả vai nằm ở vị trí nào, vẽ nó hơi khó. Thì bạn phải vào trong cái phần mà tùy chỉnh cái này nè. Để bạn nhìn rõ cái vải, ta sẽ cho nó trong suốt ha, nó có nhiều tùy chọn lắm. Mặc định ta đang là vải có màu nè, đây là cái tùy chọn là đường lưới mesh nè đó. Còn đây là cái tùy chọn là màu ngẫu nhiên. Trong trường hợp này chúng ta muốn cái vải chúng ta có cái màu trong suốt thì chọn cái tùy chọn này. Đây nó sẽ có cái chỗ tùy chọn màu trong suốt nè, thấy chưa. Thì cái vải chúng ta nó sẽ có màu trong suốt để chúng ta canh chỉnh cái cơ thể người chúng ta vẽ cho nó chính xác cái bả vai này. Lưu ý ha, đây là cái tùy chọn, cái tùy chỉnh rất là hay đó. Rồi ta sẽ sử dụng cái công cụ này bắt đầu ta vẽ các bạn. Thì khi vẽ thì tôi khuyên các bạn là để vẽ đường cong á, thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, tay trái giữ Ctrl ha. Tôi nói các bạn rồi, tay trái giữ Ctrl để vẽ ra được cái đường cong. Chỉ như tương tự như chúng ta sử dụng công cụ pen thôi, rồi lít dọc điểm, rồi lưu ý ha, tay trái ta đang giữ Ctrl ha, để ta vẽ được cái đường cong. Còn bạn không giữ Ctrl thì chúng ta vẽ ra đường thẳng, rồi lít như này. Ok, nó rất là dễ các bạn, làm rất là dễ, giống như chúng ta thao tác trong cái môi trường 2D thôi. Tay trái dưới Ctrl để tạo ra những cái đường cong này. Thì cái điểm này thì bạn có thể là kết thúc luôn mà, kết thúc cái việc này luôn, là bạn canh cho tôi cái vị trí cuối cùng của cái đường, của cái mảnh vải nè. Nó thấy chưa, bạn lít cái vị trí cuối cùng ở ngoài cái đường ranh của cái đường, cái miếng vải luôn. Rồi sau khi bạn làm xong thì bạn sẽ, phần mềm nó chưa có hiểu nên ta kết thúc, bạn phải nhấp đôi chuột trái vào đây, double click á, khi nào nó điện ra cái hiện ra cái đường màu vàng á, thấy chưa, thấy giờ nó hiện ra một cái đường màu vàng á, thì nó cho chúng ta biết là chúng ta đã vừa kết thúc được cái việc mà vẽ cái đường line. Lưu ý ha, thao tác đó những bạn mới lúc nào làm cũng bị thiếu thao tác đó, làm một hồi lộ một hồi mất cái đường này hoài à. Ban đầu tôi làm cũng bị đó, khi chúng ta vẽ đến cái điểm cuối cùng, ta đích vô cái điểm cuối cùng xong rồi á, thì chúng ta muốn kết thúc cái lệnh này thì chúng ta nhấp đôi chuột trái thêm một lần nữa, thì nó sẽ thực hiện cái việc kết thúc cái lệnh vẽ đường line này. Rồi dễ đúng không bạn. Rồi sau khi kết thúc rồi thì chúng ta sẽ chuyển lít vô đây, lít vô cái tùy chọn chỉnh sửa này, edit cái bên nè. Rồi
thì bạn sẽ click vô cái đường like, click chuột phải vô cái đường like, nó sẽ có nhiều tự chọn lắm. Bạn xóa đường này hay là thêm điểm hay là tự chọn cắt, nó có nhiều tự chọn lắm. Tự chọn này tự chọn cắt nè, còn tự chọn này tự chọn là chuyển cái đường này thành cái đường nội tiếp bên trong cái hình này, đường nội tiếp bên trong cái miếng vải này, có nhiều tự chọn lắm. Giả sử như trường hợp này tôi muốn cắt cái này đi, làm cái đường này là đường cắt luôn ha, tôi nhấn chữ cut. Rồi thì tôi vừa làm xong, bạn thấy bên đây nó cắt ra nè, thì tôi thấy là chọn cái mảnh vải dư thừa này, tôi sẽ delete đi, xóa đi nó, thấy chưa, rất là đẹp ha. Tôi sẽ lo cái này qua một bên hông đi cho dễ nhìn. Rồi cái đường này thì chúng ta có thể chỉnh sửa được các bạn, sử dụng công cụ chữ Z tôi nói các bạn rồi, hay chữ Z nè, bạn click vô đây bạn muốn chỉnh sửa như thế nào đó tùy các bạn ha, chỉnh sửa như nào thì ở đây nó có một cái điểm hở nè bạn, thì bạn sẽ click vô cái điểm này, bạn click chuột phải, bạn cho nó chuyển thành đường cong luôn, convert to curve point nè, là tương tự như việc xóa nhưng mà người ta chuyển đường này thành điểm cong đó, thấy chưa. Rồi trong trường hợp này bạn thấy nó cong không được đẹp đó, thì bạn có thể là chữ Z nè, nhấn phím on delete thử đi, bạn chỉnh cái đường cong này cho nó mịn hơn, hay là nó có dư điểm cong quá thì bạn hãy vào trong đây sử dụng công cụ chữ V để hiện những cái điểm cong trên cái này đó. Cái đường này nó quá nhiều điểm cong mà chúng ta nên hạn chế bớt, mà như những cái phần mềm vẽ vector khác á, nhiều điểm cong quá thì nó sẽ bị gãy ha. Ta chọn những cái điểm cong này, có thể là ta chọn nè, ta nhấn delete đi thì nó sẽ cong mịn màng hơn, đảm bảo luôn đó, chừa khoảng ít thôi, khoảng chừng ấy, xin lỗi, không được, không bỏ xóa được. Ok các bạn, nhìn cái đường cong ta sẽ mịn màng liền, nhìn nó đẹp hơn liền. Cái nguyên tắc là chúng ta sẽ không nên cho nhiều cái đường cong quá, rồi chỉ ít cái điểm trên đường cong thôi, sử dụng cụ chữ V ha. Rồi sau khi xong rồi thì sao nữa bạn, chúng ta sẽ nhân bản này lên đi ha. Rồi để thực hiện cái việc nhân bản thì bạn chọn cái đường line giữa nè, không được, nếu bạn chọn này chọn hết tất cả, bạn phải chọn chữ Z á, chữ Z chọn nè. Rồi ta sẽ click chuột phải mở rộng nó ra giống như cái việc nhân bản vậy, nhưng mà ở đây ta sẽ dùng cái từ là unplot, là mở rộng nó ra, mở rộng đối xứng nó qua bạn, thì nó có hai thì chọn, một là bạn mở rộng bình thường hay là mở rộng với cái đường mai giữa, nhưng mà trong trường hợp này ta muốn đây thành một cái miếng vải liền luôn, nhưng là không phải là hai miếng vải chấp vá lại nhau, thì ta chọn thì chọn ở trên này, lưu ý ha, bạn muốn hai miếng vải chấp vá nhau có cái đường mai giữa thì chọn này, with shell là có đường mai giữa, rồi không có đường mai như một cái miếng vải liền này, chọn thì chọn này nè, thấy chưa, nó sẽ tạo cho chúng ta được như là một cái miếng vải liền luôn, không có cái đường mai đứt nét ở giữa, lưu ý ha. Rồi rồi ok, sau khi được như vậy rồi thì thường các bạn, thường cái phần này bạn lưu ý nè, các bạn nào mới mà học mai thì bạn mới làm phần mềm này hay là học mai thì bạn hơi bị lạ cái chỗ này, là cái tay thông dụng ta thường làm như thế này thôi. Thì tôi nói tí, đây là bạn tưởng tượng ở đây là ngay chân cái chỗ bả vai chúng ta, cái chỗ cao nhất bả vai chúng ta chỗ này nè, cái đường mai ta nè, thì đó chính là cái chỗ này nè đó. Rồi ở đây bạn tưởng tượng hai cái này bạn sẽ gặp nối với nhau, bạn sẽ mai hai cái chỗ này lại với nhau nè đó, bạn sẽ mai hai chỗ này dính liền với nhau thì nó sẽ thành một cái gì bạn, thành một cái ống trụ tròn như này, đúng không đó. Chút tôi mai thử cho bạn xem, thì cái tay áo thường á, thì hai cái điểm này ta sẽ cho nó nhỏ đây bạn, cái tay áo nè, tôi chọn thử cho bạn xem, tôi chọn một bên thì nó không có ăn ha, do hai cái này hai cái đường khác nhau rồi nên chúng ta phải chọn hai cái này khác nhau, vô tôi chọn cái này, tôi cho nó vào bên trong tí. Rồi ok các bạn, thường cái tay áo ta sẽ gì đó, ta sẽ như vậy. Rồi rồi sau đó bây giờ tôi sẽ thực hiện cái việc mà bắt đầu chúng ta sẽ nhân bản thôi, nhân bản trước rồi chúng ta mai, hay là mai trước rồi nhân bản, các bạn làm trước các bạn làm trước cái nào cũng được. Tôi sẽ thực hiện cái việc mai trước đi bạn, sau khi vào được xong gì rồi quên đó, cái này bạn hãy chỉnh sửa tí nữa, chọn công cụ chữ Z luôn, giữ phím Alt Tab click vô giữa đây, hai cái này nó cho nó hơi cong lên tí, rồi ví dụ gì đi, đúng rồi, bỏ cái điểm này cũng được mà thôi để gì luôn đi. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cái việc mai thử một bên tay cho bạn nhìn nó cái nét mai chúng ta như thế nào bạn, thì sử dụng cái bạn có thể mai trong cái môi trường 3D 2D đều được luôn, hình như cái tay áo tôi thấy nó hơi dài bạn, hơi dài hay gì đó. Ok, chúng ta làm sẵn thử đi rồi chút ta sửa sao. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái máy mai đây, rồi chọn đây thì chúng ta mai trong cái môi trường 2D nha bạn, 2D đây
Thì đầu tiên thì cái hai cái tay áo nè, bên đây, như bên đây chúng ta phải mang kính lại. Ok ha. Như nãy tôi vừa nói, tôi phải mang hai cái tay lại. Rồi, còn cái này là cái bả vai nè bạn. Khi mà tôi di chuyển lên đây, bạn nào chưa hiểu rành á, thì nhìn lên trên cái môi trường 3D nè, cái nhân vật mẫu thôi nè, để bạn hiểu hơn. Đây nè, cái chỗ này nè bạn, cái chỗ này là cái khớp bả vai bên đây nè. Nó ta cần phải đúng, mai đúng với cái khớp bả vai bên kia, bên đây nè. Thấy chưa? Đây phải mai đúng cái khớp bả vai bên đây. Thì bên đây chính là cái gì ta? Đây là chính là cái này nè. Nó, cái chỗ này nó đang bị cấn lên đây một chút, nên các bạn nhìn hơi bị khó ha bạn. Nhìn hơi bị khó cái chỗ này. Nhìn cái chỗ này nó do cái miếng vải bên này nó che mất rồi. Cái chỗ này chính là ở đây nè bạn. Đây nè, tôi sẽ nhìn xé cho bạn xem. Thôi mày, tôi chỉnh chế độ nó trong suốt cho bạn dễ hiện, dễ nhìn ha. Đây. Thấy chưa, cái miếng ta sẽ mai cái miếng này nè, trùng với cái miếng này. Thấy chưa? Mà nhìn trên cái mô hình 3D là cái miếng này, chỗ này là màu xanh dương, thấy chưa? Rồi. Thì ta lít thử nha bạn. Lít đây. Rồi lít tới đây. Thấy chưa? Hai cái này nó đã dính với nhau đó. Do cái này nó hơi bị trụng nhau nên bạn khó nhìn. Tôi làm trong suốt rồi đó, dễ nhìn hơn đó ha. Rồi, còn một cái phía bả vai bên phía sau là sao nè? Còn một cái phía bả vai bên đây đó thì làm sao? Thì ở đây chính là cái này nè. Đây chính là cái miếng vải là đây nè bạn. Rồi, còn cái bả vai này là bạn không biết ở đâu đó, thì tôi chỉ bằng một cái mẹo nè. Là bạn di chuyển cái đường mai lên trên cái nhân vật 3D chúng ta đây. Thì bạn sẽ thấy cái bả vai này chính là đây nè. Thấy chưa? Nhưng bạn nào mới chưa rành thôi, còn những bạn nào rành đó, thì người ta sẽ nhìn vô cái mẫu vẽ, cái mảnh vải trên cái môi trường 2D là chúng ta cũng biết rồi. Nhưng bạn nào mới chưa rành đó, thì tôi chỉ bạn cái mẹo gì đó. Đó, rồi bạn lít thử ha. Bạn nhìn trên cái môi trường 3D nó dễ hơn nè. Đó, đây nè. Rồi mảnh vải bên đây nè. Bạn vừa nhìn 3D vừa nhìn 2D luôn ha. Đây nè, cái đường này nè, chính là cái đường này nè. Thấy chưa? Vậy tôi nói các bạn á, bên cái này là cái mặt trước nè, còn đây là cái số 1, mặt trước, mặt 2 là số mặt sau nè. Còn đây là tay phải nè. Đây là tay trái, còn cái mặt sau thì nó sẽ ngược lại, đây là tay trái nè, còn đây là tay phải. Nên chúng ta sẽ mai hai cái tay trái này sẽ gần lại nhau. Đây là cái chữ T, chữ T là tay trái ha. Chữ B phở là tay phải đó. Rồi, tôi sẽ làm thử ha. Tôi sẽ mai cái chỗ này và lưu ý cái đường mai chúng ta phải khớp nhau ha. Mai từ trên xuống thì cái kia cũng phải mai từ trên xuống luôn. Rồi, tôi sẽ mai thử cho bạn xem nè. Đây. Rồi, cái này cũng sẽ mai từ như thế nào. Bạn thấy chơi mai như vậy là bị chéo cái đường chứ nè. Mình nhìn cái đường nó bị chéo, hai cái đường xanh dương á, nó bị chéo lại nha, chỗ này nè. Làm ta mai sai ha, ta phải đổi đường lại. Nên ta mai từ trên xuống. Thấy chưa, cái đường nó ngay là gì là ok. Lưu ý nha, cẩn thận nha. Nhưng bạn mới lúc nào cũng sẽ làm sai cái này. Khi bạn mai sai thì một hồi bạn mô phỏng á, cái miếng vải chúng ta sẽ bị nhúng liền, sẽ bị sai. Lưu ý. Rồi. Thấy chưa, ta mai được thành công rồi đó. Giờ các bạn muốn biết như thế nào thì bạn có thể là nhắm vào cái chữ mô phỏng đây. Xong rồi đó bạn, ta đã mới vừa mai cái tay áo với cái áo rồi đó. Quên nữa, hai cái áo này, hai cái áo này ta đã mai dính với nhau rồi. Nên chúng ta mô phỏng thử nè. Ta tắt cái tính năng hiện những cái chấm để cho bạn thấy cho rõ nè. Thấy chưa? Cái áo giờ ta đang để chế độ trong suốt á, ta sẽ chuyển nó thành có màu lại nè. Ok ha. Nó cái chỗ nào nó bị nhúng quá thì bạn có thể lít chuột trái bạn ra kéo cho nó dùng ra cho nó thẳng lại. Thấy chưa, nó thẳng cái miếng vải lại, cứ lít về lôi đại đi không sao đâu, nó đã dính với nhau bởi cái đường mai chỉ mai rồi nên bạn đừng có sợ nó sứt. Thấy chưa, ok được hết chưa. Nó đây chúng ta được một cái bên áo tay áo rồi. Rồi thì bạn sẽ thử nhân bản lên thêm một cái cạnh bên đó bạn, chọn cái này quét này đi. Rồi bạn sẽ lít chuột phải đây. Thì chọn chúng ta đã học rồi. Ta sẽ phải nhân bản cái dạng mà nhân bản có liên kết. Để ta chỉnh sửa bên đây thì cái bên kia nó sẽ chỉnh sửa theo. Lưu ý ha, có đường mai luôn. Ctrl D. Lúc nào ta sẽ sử dụng cái này, lưu ý. Rồi ta sẽ đặt ở đối xứng ở đâu đó bên phía bên đây các bạn. Hai cái cho đối xứng cho đẹp thôi chứ không gì. Rồi. Ok. Đó. Phần mềm rất là thông minh bạn, khi bạn vừa làm á, do bạn bật cái tính năng là đối xứng có đường mai rồi á, tự động nó sẽ copy cái đường chỉ y chang như bên kia luôn. Các bạn chỉ việc làm gì bạn, bạn chỉ việc là nhắn vô mô phỏng, tự động nó sẽ dính lại thôi. Thấy chưa? Nhưng mà đôi lúc thì nó dính hơi tào lao một tí thì không sao bạn. Ta Ctrl Z lại đi, không thì bạn lít chuột trái bạn kéo nè. Bạn mới hay bị cái lỗi là nắm kéo nó sẽ nằm ngoài cái nhân vật chúng ta. Thấy bạn, thì có nhiều giải pháp lắm, bạn hãy chọn lít chuột trái đây, bạn kéo họ thì tự động nó cũng sẽ dính lại thôi à. Nhưng mà cái cách này thì làm hơi lâu tí. Thấy chưa? Còn làm cũng được, là tôi lấy ví dụ ha, nó
tôi cầm cái áo tôi lo hồi nó cũng tự động nó sẽ bao vô cái tay à, kéo cái áo giãn ra. Thì đây là một cách ha, nhưng mà chút tôi chỉ bằng cái cách khác nữa, nhưng mà tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm thử những cái mẹo chúng ta làm thử. Nó bạn kéo hồi tự động nó cũng cái tay áo chúng ta cũng dính à. Ý nó mô phỏng sao hồi cái máy tao nó đứng gì rồi. Hiện tại tôi tí các bạn muốn đứng cái máy này. Chúng ta sẽ đặt cái vị trí cái đường này nó vô đúng cái cổ chỗ này ha, cho nó dễ hiểu. Rồi bạn chọn cái này, sau đó bạn lít vô đây, thấy chưa? Giống như một cái vòng đeo cổ ha, thấy chưa? Cho các bạn hiểu được là cái vòng này nó sẽ đặt đúng cái vị trí như này đó. Còn đây là cái đường may mà ta vừa may xong nè bạn, đâu tiêu rồi nè, cái đường may cái chỗ hai cái đường này khớp này ta mới vừa may xong nè, hình như cái này tôi may hơi rộng rồi, thấy chưa? Rồi ta đã may hai cái khớp này lại với nhau các bạn, hai cái vòng tròn với nhau là được một cái đường kính rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là may cái cổ này cho bạn dễ hiểu thôi ha, chứ thôi làm thì nó nhanh rồi. Rồi làm lại từ đầu nè, bạn hãy sử dụng cái công cụ may theo đoạn này cũng được, hoặc là sử dụng công cụ may ri này cũng được. Rồi đầu tiên chúng ta làm lại ha bạn. Thứ nhất là ta chọn cái bên đây đi, góc bên đây cho bạn dễ thấy trước nè đó. Mà nhìn trên màn hình ha, nhìn trên vừa nhìn trên 3D và nhìn trên môi trường 2D luôn. Nó là vị trí này, bạn lít bên nào cũng được, chân hai bên như nhau thôi. Rồi tôi lít một cái nè, rồi sau đó tôi sẽ chọn cái phần bên dưới đây. Thì bạn lưu ý là cái này nó dài lắm, cái đường ở phía trên nó dài lắm, nó bao gồm cái miếng này nè, nó dài cái miếng nào đó, dài cái miếng ở phía sau này nữa nè, nửa miếng sau này nữa nè, thấy chưa? Đúng không? Nè tôi rê chuột cho bạn thấy nè, nó bao gồm là nửa cái miếng ở trên đây, cái miếng này cộng với cái nửa miếng này, thấy chưa? Bạn nhìn trong cái môi trường 3D là bạn sẽ hiểu liền đây, nửa miếng này với nửa miếng này. Rồi do nó là hai miếng nên bắt buộc chúng ta phải giữ phím shift, lưu ý nè, để như thế này là bị chéo đường là bị sai nè, phải để phía dưới đây, lưu ý này và giữ phím shift. Thì chúng ta may cùng lúc hai đường nên phải giữ phím shift ha, lưu ý cái đường nó không được chéo như này, chéo như gì là sai, phải để đúng hướng như này đó. Rồi tao nói rất kỹ, sau đó bạn buông ra, buông chuột trái ra, buông cái phím shift ra là nó sẽ may chúng ta được một đường, thấy chưa? Thấy nhìn hai cái đường chỉ may chưa, một cái đường chỉ màu xanh lá cây, một cái đường chỉ màu tím màu hường nè, màu hơn đậm nè. Rồi tiếp tục ta sẽ mang cái cạnh còn lại, thì bạn sẽ chọn, đầu tiên chọn ở đây, bây giờ cái đường mang ta đã có màu xanh nè, rồi ta sẽ mang với cái phần nào bạn, cái phần ở dưới đây là cái nào, phần bên đây là chính là cái miếng vải bên đây nè, nó miếng vải đây nè, phần bên đây với cái phần đây nó là hai cái đường ha, hai cái đường đây. Rồi ta làm thử cho bạn xem nè, ta sẽ mang nó là, lưu ý do ta mang hai miếng vải ta phải giữ phím shift một phím, rồi đó cái mà phần bên đây giữ phím shift cái đó. Rồi, thấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ buông chuột trái, buông phím shift ra. Ok ha, thành công rồi đó. Rồi, ta may được đó các bạn. Rồi, sau xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử mô phỏng ha. Đây. Sao cái đường may này nó kỳ ta? Thấy chưa? Chúng ta đã may chéo một cái chỗ nào đó. Đây là một cái lỗi này, thấy chưa? Ta mai chéo cái cổ chỗ nào đó. Rồi ta sẽ Ctrl Z quay lại, bỏ cái mô phỏng đi, Ctrl Z quay lại. Ta chọn cái đường may cuối cùng ta vừa may nó bị sai nè, ta xóa đi. Rồi xóa cái đường may cuối cùng hả bạn, cái đường may cuối cùng nè, cái đường may đầu tiên thì ta thấy cảm thấy nó ok rồi, chỉ có đường may cuối cùng ta bị lỗi thôi. Giờ ta sẽ làm lại đây. Đầu tiên ta sẽ chọn cái này. Ok. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ giữ phím shift để chọn, bạn chọn, bạn nào không rành á thì sẽ chọn trực tiếp lên trên cái môi trường 3D này cũng được luôn nè. Giữ phím shift ha. Rồi. Sau đó qua đây giữ phím shift.
Ok ha, click vô đây. Rồi sau đó bung phím shift ra. Kiểm tra lại coi, thấy chưa, nó cái vết mai ta là nó ok đó, nó bình thường lại đó. Thì ta nói rồi, những bạn nào mà không rành á thì chúng ta có thể sử dụng cái mai trên cái trực tiếp trên cái môi trường 3D nè, nhìn cái nhân vật chúng ta thì nó dễ mai hơn. Rồi sau đó ta click vô đây mô phỏng rồi. Ok, thành công rồi ha. Rất là đẹp. Đó, được cái cổ áo như này. Nhưng mà thường á, thì kinh nghiệm tôi á, là cái cổ áo nó chỉ khoảng 70 đến 80% so với cái gì chứ chu vi mà chúng ta đã tính thôi. Cái cổ áo lúc nào cũng vậy cho bạn, nó không thể nào mà rộng như vậy. Nên nếu là đúng chính xác thì cái con số này là đúng rồi, nhưng mà cái nguyên tắc là để may cổ áo là thường nó sẽ bị ngắn hơn bạn. Nó chu vi nó chỉ khoảng 70-80% thôi. Nên chúng ta sẽ cho nó này nó nhỏ ngắn lại như này. Thấy chưa, bạn ngắn thì tự động bên đây nó sẽ chỉnh thửa theo luôn. Nó cũng còn hơi dài cho ngắn tí. Vừa nữa không nên ngắn quá, vừa thôi, ngắn vừa thôi. Sau đó bạn lít vô cái chức năng mô phỏng. Thấy chưa, thấy cái cổ áo nó sẽ đẹp lại liền, nó sẽ kín vừa liền. Cái đường mai này bạn có thể để cũng được, còn không thì ok, phải để rồi tại vì nó là cái đường mai mà. Ok. Nó được như vậy đó bạn, thấy đẹp chưa? Thì những bạn nào muốn thêm nữa thì cái cổ áo này, ví dụ như bạn muốn cho nó có tính đàn hồi tốt á, thì bạn chọn nó, bạn bật cái phần mà thuộc tính lên, bạn cho nó cái thì chọn là có tính co giãn đâu rồi. Ở đây là cái phần thuộc tính nè, ở trên đây là chọn cái loại vải là vải nè, dưới đây cái phần thuộc tính nè, tôi chỉ kéo cái cửa sổ lên tí. Electric từ cái tính đàn hồi nè, rồi cái phần đây nè, kéo rộng lên tí. Đây là cái tham số mà co giãn theo cái chiều ngang này bạn, đây là chiều tham số co giãn theo chiều dọc. Chiều ngang đang là 100 đúng không, ta sẽ giảm xuống khoảng còn 80-90 thôi. Đó, thì bạn sẽ thấy cái cổ áo nó sẽ co là nhiều hơn nữa. Có tính đàn hồi, có tính thun á. Cổ áo ta thường nó sẽ co giãn tốt hơn. Cái cổ áo nè. Bạn thấy chưa? Ok ha, tôi sẽ thử tăng cái cường độ lên cho bạn thấy cái màu nó đẹp tí. Chọn nó trend đây. Chọn đây, lít chuột phải, chọn trend. Thấy chưa? Tôi chỉnh cho bạn thấy rõ cái việc mà cái quần áo chúng ta nổi khói như nào á. Mô phỏng cho bạn dễ hiểu thôi. Nó hay là kéo thun chúng ta như thế này. Ok ha. Và khi render ý, khi render thì bạn sẽ thấy là ý, tôi làm hồi nó lo ra ngoài luôn rồi. Ý. Lít bạn kéo lại cũng được nhưng mà mất thời gian lắm. Thấy chưa? Cần không mày cần cho check vào lại coi. Tôi quậy hồi nó tào lao luôn, thấy không? Bỏ cái việc trend này đi. Ở ngoài trời nó đang muốn mưa rồi. Thấy chưa? Cái áo thun ta đã quay lại vị trí cũ rồi, ok ha. Rồi. Thì ta đã xong được cái áo thun rồi bạn. Thì cái tay này nó có thêm cái phần, nếu cái tay bạn muốn làm chỉ mai cái tay bạn, thì trong đây như nó có cái phần đây bạn, trong cái môi trường 3D này có tính năng này nè. Pipping ha, là bạn là cái tay giống như bạn tương tự như cái cổ áo thôi. Cổ áo này là chúng ta dùng cái tùy chọn là mai cái vải trên cổ áo, còn không thì bạn trong cái nghề mai ta gọi là cái gì đó tôi quên tên rồi. Click vô đây nè. Tôi làm thử các bạn, test thử thôi chứ. Rồi tôi test thử coi nó đẹp không. Trong cái nghề mai tôi gọi là vắt sổ hay là cái gì đó bạn. Hình như tôi nhớ không làm cái chữ vắt sổ á, thấy chưa? Tạo một cái đường như thế này nè, đường vắt sổ chỗ cái cổ tay nè. Cái cổ tay áo á, thấy chưa? Nó. Ok ha. Đó là cái công cụ này đây. Đây nè bạn, click vô đây nè. Click một điểm ở giữa đây. Rồi. Ta click hai điểm thôi bạn. Nó. Thì được cái đường dạng thứ mà người ta cái cổ tay người ta làm như thế này nè. Thấy chưa? Ok ha, cho cái chỉ chúng ta đừng có bị chạy á. Thì các bạn nào học bên ngày mai sẽ biết nếu mà làm tỉ mỉ thì phải làm gì nữa các bạn. Còn cái nút cái bên là để chỉnh sửa thôi, chỉnh sửa cái điểm này, ví dụ như bạn hãy cho nó đi một cái vị trí khác thì bạn thấy chưa? Nó bị hở thôi ha, nhắn cho nó lôi sơ sát lại. Ok. Rồi hôm nay chúng ta được biết học thêm cái phần công cụ mới các bạn, công cụ mà tạo ra cái vắt sổ nè.
Rồi, kéo thun ra như vậy là ok rồi bạn. Rất là đẹp ha. Đây là những cái đường chỉ nè. Đây là những cái đường chỉ. Đường chỉ giữa cái áo trước đó sao. Rồi, thấy chưa, đây là cái đường chỉ mai chúng ta nè. Ok ha. Rồi, bật lên thì tự động nó sẽ dính lại thôi. Rồi, còn cái áo này muốn có họa tiết gì á thì bạn cứ lôi vô, tôi lôi thử bạn cái là chúng ta kết thúc video này bạn. Tôi có một cái bức hình bông hoa như thế này bạn, cái họa tiết hoa này, đây là bức ảnh JPEG và PNG thôi. Tôi mới vừa tải trên mạng về á. Tôi lấy demo cho bạn xem thử nha. Bạn click vô cái bức ảnh này nè. Bạn lôi trực tiếp vô trong cái áo này bạn buông ra. Thấy chưa? Tạo được nó hỏi chúng ta là có chỉnh luôn cái tester rồi cái độ nhám hay là cái no map luôn. Tôi bật cái no map luôn cho nó giống nhật, giống thiệt ha. Cái no map là cái việc mà nổi khói các bạn. Cái tester là cái việc mà cái áo chúng ta có màu. Cái no map là cái áo chúng ta nó sẽ có họa tiết thôi như thế này. Thấy chưa? Nó không có lấy màu, nó chỉ lấy cái họa tiết thôi. Còn cái rounded map là cái việc mà nó sẽ có độ nhám, nhám dựa trên cái phần đó đó. Thì ví dụ tôi chọn cái tester đây, ok. Rồi. Thấy chưa? Cái áo ta sẽ như thế này. Giờ cái nó đại khái vậy cho bạn dễ hình dung ha, tôi lấy ví dụ thôi chứ cái họa tiết này nó cũng không đúng cho cái áo này nữa. Giả sử tôi lấy đại từ trên mạng về đó ha. Rồi. Bạn muốn chỉnh sửa gì đó thì bạn chọn cái công cụ chỉnh sửa đâu rồi. Trên room này. Đó công cụ nè bạn, công cụ edit kế bên nè. Đây là những công cụ về tester ha, chọn công cụ về edit nè. Bạn click vô đây để bạn chỉnh sửa rê cái này nó theo như thế nào đó tùy các bạn. Click và bạn rê thôi chứ không gì đâu. Click và rê để thay đổi cái vị trí của cái họa tiết này. Bạn lê rê trong cái môi trường 3D cũng được hoặc là 2D cũng được nè. Ý. À, không. Ta rê trong môi trường 3D để cho nó lạnh ha, nè. Đây này khi bạn rê nó sẽ có hai cái những cái điểm màu xanh lá cây nè. Bạn click vô những cái điểm xanh lá cây đó bạn xoay ha. Nhìn cái ký hiệu cho chuột bạn á. Khi nào mà hiện cái dấu mà ký hiệu xoay như này là bạn có thể xoay. Còn nếu bạn di chuyển vô giữa nè, hiện cái dấu mũi tên này bạn hãy di chuyển. Đây là mặt trước ha, mặt sau cũng vậy, bạn hãy là xoay. Đây xin lỗi, đây là cái cổ trước, chọn cái phía sau nè. Đây là cái áo mặt sau ha bạn. Như thế nào đó tùy các bạn, sau đó bạn xoay. Ok ha. Đó là nếu bạn muốn coi kiểm tra lại cái phần thuộc tính nó đúng không đó, thì bạn qua bên cái phần Roti nữa nè. Bạn đang chọn cái phần tester ha. Vô phần thuộc tính vải nè, Roti bạn sẽ coi cái phần đây nè bạn. Trong cái nhóm fabric nè, fabric là cái vải người ta nè, nó có cái họa tiết từ cái chất liệu này nè. Thấy chưa? Đây nè. Đó. Ok. Rồi tới này cái này tao nói thêm về nửa video các video sau thì chúng ta sẽ chỉnh sửa cái này sao bạn. Ta chỉ biết sơ sơ vậy thôi, cho cái áo nó đẹp đẹp như thế này đi. Rồi, chúng ta sẽ làm xong thì bạn có thể là lưu lại ha, lưu lại để chúng ta chia sẻ lại. Ta được một cái áo thun như này. Quên nữa, cái áo này bạn muốn cho cái họa tiết này nó đẹp hơn tí thì để tôi coi, tôi nhớ cái này nó có chỉnh thêm cái phần nổi khói. Thôi đi, bỏ qua đi. Mới ban đầu thì đơn giản gì được rồi. Rồi, ta được một cái áo thun gì hả bạn. Rồi, được cái áo thun gì đi. Rồi, ta sẽ lưu cái file lại để nhấn phím tắt là Ctrl chữ S thôi bạn, để lưu cái dự án lại. Hay là bạn muốn chỉ lưu cái áo không thôi, không có lưu cái nhân vật này thì bạn lưu cái chỉ chọn là CRM anh. Chỉ lưu cái áo này thôi bạn. Còn muốn lưu cái nhân vật này thì bạn để cái tùy chọn này CRZ ha. Tôi lưu CRZ luôn đi. Rồi tôi lưu thêm một cái trường hợp nữa là tôi lưu cái áo không. Áo thun này cái video trước ta lưu cái áo thun 1 nè. Ta chỉ chọn này lưu áo thun 2 đi. Lưu lại. Rồi sau đó tôi sẽ cho bạn xem cái thứ file của chúng ta làm kết quả là như thế nào để kết thúc luôn. Đây. Bây giờ đây là cái file chúng ta mới vừa làm xong kéo thun nè. Thường cái họa tiết là cái chỗ cổ áo này nè bạn, màu trắng này chúng ta không có thêm họa tiết ha, tôi quên ha. Thường là vậy. Đây là kéo thun mà ban đầu chúng ta làm nè. Ta chưa có cái tay áo. Thường là cái chỗ này nè bạn, tôi quên ha. Người ta những người nào ta để ý thì thường cái cổ áo chúng ta sẽ không có thêm họa tiết. Đây cái cổ áo chỉ là một cái cổ áo nè bạn, chọn cái cổ áo nè. Cái áo này nó không có họa tiết ha, nó chỉ là bình thường thôi. Do nó đang chung một cái fabric, chung một cái loại vải rồi. Ví dụ như mà bạn tách riêng cho nó thì nó mới là cái này. Đó,
thường thì cái cổ áo chúng ta không có cái phần này, hoặc là cái phần mà chúng ta vắt sổ này nó cũng không, không vắt sổ thì có, nó chỉ có cổ áo như thế này thôi mới là không có cái phần quà tiết này. Rồi ok ha, ta kết thúc video này các bạn. Video này cũng tương đối dài rồi nhưng mà nó là một cái video tiền đề, video đầu tiên để chúng ta hiểu được cái quy trình chúng ta may một cái áo như thế nào. Đầu tiên là cắt vải, cái hai là sắp xếp cái vị trí cái áo lên trên cái người này, cái thứ ba là may, chỉ đơn giản như thôi. Bước thứ tư thì chúng ta sẽ thêm những cái chi tiết phụ sau. Rồi ta kết thúc các bạn. Tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.